Hôm nay tôi sẽ test chiếc máy khoan đất dành cho một người. Với chiếc máy khoan đất này thì chúng ta có thể sử dụng các loại mũi từ 10cm, 15 và 20cm. Và bây giờ thì tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn coi. Cùng với đó là mũi có đường kính là 10cm. Và đây là hai lỗ khoan. Tôi khoan bằng mũi khoan 10cm. Bây giờ tôi sẽ thay mũi khoan 15cm rồi. Và bây giờ chúng ta cũng thử mũi khoan có đường kính là 20cm. Đây là toàn bộ những lỗ khoan mà tôi đã khoan bằng chiếc máy khoan một người dùng với các đường kính từ 10 đến 20cm. Ở nơi đất này thì rất là nhiều đá nên nhưng mà máy khoan vẫn rất là tốt. Đá rất là nhiều nhưng mà máy khoan lỗ rất là đẹp. Đây là lỗ khoan có đường kính 20cm. Đây là đường kính 15cm. Và đây là lỗ 10cm. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.